Dạo này là Heco nha anh em. Trồng nó xấu nè anh em ha. Cái trạm là bên đó nó kích rồi nha anh em, nó trọt hai cái lỗ hai cái dây này luôn. Chép này, bát này, anh nghe con dưới nha. Rồi gặp này 3,7 triệu lên đường luôn này, hơi xấu này, thùng này anh em tháo đó vừa xe ba nha, nghe chơi chơi cũng được. Rồi anh em là chơi chơi lâu số này nha, quay lệ lên máy chặt nữa nè.